Rồi buổi sáng chủ nhật, anh trai Hà Nam quyết đoán điện thoại cho anh đặt một chiếc xe ba bánh người già, với điều kiện em giao ngay trong buổi sáng hôm nay cho anh, và không quên dặn em chọn cho anh dòng xe và bình loại tốt nhất. Tiền nong không quan trọng, thì bên em cũng có tư vấn cho anh cái dòng xe mẫu mới bên em, phiên bản cải tiến thì cũng có nhiều cái tính năng thông minh, ví dụ như là động cơ của nó thiết kế 1000W không trồi than, chạy cầu vi sai chống lật, hệ thống phanh trước sau rất an toàn, chạy 4 bình 30A và mỗi lần sạc thì di chuyển được từ 55 tới 60 cây số, tải trọng lên tới 250 kg, được thiết kế giỏ đồ rất là lớn và kèm theo nhiều cái như điều khiển từ xa, tắt mở khóa từ xa, và giỏ đựng đồ là rất là to, la răng đúc và có thể chở thêm được 3 tới 4 người. Vậy là hành trình buổi sáng chủ nhật của em lắp đặt nhanh chóng và di chuyển 50 cây số giao tận nhà cho anh, sao cho kịp hẹn, không để anh chờ đợi lâu. Đúng giờ là bên em đã có mặt tại nhà anh trai, và vừa đến thì cả nhà anh cũng chạy ra xem xe và hỗ trợ cho xe xuống. Và sau một quá trình em hướng dẫn sử dụng thì anh trai đã quyết định để anh chạy thử xem chất lượng nó như thế nào. Sau khi nhận xe thì anh trai tỏ ra rất là vui mừng vì biết mẹ mình rất là thích chiếc xe này, bởi vì là sự an toàn và tiện lợi sẽ kết hợp vừa đi chợ vừa đưa đón các cháu đi học được. Sau khi được em hướng dẫn thì bác gái cũng lên chạy thử xe, và bác chạy cũng rất là đuồn luôn. Bác tỏ ra rất là vui mừng bởi vì có một chiếc xe tiện lợi, và bác sẽ cũng hứa hẹn với bên em là sẽ giới thiệu cho rất là nhiều các bà trong làng sẽ mua ủng hộ bên cháu. Vâng, chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe, và bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với đại lý xe điện A Hiu 092 66 48 666. Bên mình sẽ lắp ráp và giao tận nhà cho các bạn.